trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bên giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương tràn trề đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ dạy cho con từ thuở nằm nôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vuông tròn một dạ sắc son, mang trọn niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dẫn con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con với một tâm cha ơi thương. Cha mấy độ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát chung. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cục sữa non, thao thức cầu mong con lớn. Thank you.
Cha ơi thương cha mấy độ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát trùng khơi. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bạn thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa thao thức cầu mong con lớn nên người. Thao thức cầu mong con lớn nên người. Yeah.
cành già
nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi. Con mang ơn ơn đa đa anh em hải hải.
Thank you.
Tiếng nghĩ
3 đọc lời biểu, 4 dân hiến, dân hương và biểu lĩnh cử, 4 kết thúc. Kính thưa các đồng chí, tới dự trong buổi lễ trang trọng, thay mặt ban tổ chức tôi xin kính giới thiệu ban thường vụ thường trực hội cựu chiến phường, các vị chi bộ, cán bộ của các tổ dân phố, cán bộ hội viên chi hội cựu chiến binh 19 cùng bà con lối xóm và anh em bạn bè thân hữu gần xa của đồng chí Đặng Xuân Tùng. Để tưởng nhớ công lao cống hiến của đồng chí, hôm nay chúng tôi là những đồng chí đồng đội đại diện cho ban chấp hành, ban thường vụ thường trực, cán bộ hội viên hội cựu chiến binh phường Tây Lộc và cán bộ hội viên chi hội 19 tổ chức lễ phủ quân kỳ huyết thắng lĩnh cử đồng chí. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Vẹn, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường đọc quyết định phủ quân kỳ huyết thắng lĩnh cử đồng chí Đặng Xuân Tùng. Xin mời đồng chí. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội cựu chiến binh thành phố Huế, hội cựu chiến binh phường Tây Lộc, số 11 QĐ CCB Tây Lộc ngày 6 tháng 7 năm 2024. Ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Tây Lộc căn cứ nghị định 157 2016, nghị định CP ngày 24 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung nghị định 150, nghị định CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh, căn cứ thông tư số 86/2016/TT Bộ Quốc phòng ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý, căn cứ hướng dẫn của Hội cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phụ quân kỳ quyết thắng cho hội viên cựu chiến binh tuổi trần. Quyết định điều 1, tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu đồng chí Đặng Xuân Tùng, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1925, hội viên thuộc chi hội 19, hội cựu chiến binh phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, quê quán thôn Mỹ Xá, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thường trú tại số nhà 155 đường Tăng Bạc Hồ, phường Tây Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Trung úy quân y E-78, F-304, đồng chí về vị hưu năm 1985, đã từ trần vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 4 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Giáp Thìn. Điều 2, đồng chí chi hội trưởng và hội viên chi hội 19 có trách nhiệm thực hiện quyết định này thay mặt ban tổ chức hội cựu chiến binh phường, chủ tịch đại ký Nguyễn Văn Minh. Đi theo bước. Rồi. Lễ phủ quân kỳ bắt đầu.
lễ phụ quân kỳ đã xong. Nhị cơ cha. Thôi, bên trái bên phải quay. Đảng Xuân Tùng, kính thưa Tam Quyến, kính thưa các chính cán bộ, cấp ủy, chi bộ, các chính cốt cán, tổ 19, kính thưa cán bộ cốt cán bộ hội viên cựu chiến binh, chi hội 19, cùng bà con lối xóm, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa của đồng chí. Đồng chí Đảng Xuân Tùng sinh ngày 22 tháng 2 năm 1925. Quê quán thôn Mỹ Xá, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trú quán 155 Tăng Bạt Hồ, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyên trung úy quân y Able F-130 và F-304. Đồng chí đã nghỉ hưu năm 1985. Đồng chí từ trần vào hồi 15:45 ngày 4 tháng 7 nhằm ngày 24 năm 2024 nhằm ngày 29 tháng 5 năm Giáp Thìn. Quá trình công tác của đồng chí. Đồng chí sinh ra trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí đã theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ kính yêu và quân đội. Đồng chí nhập ngũ năm 1946 và công tác. Quá trình công tác của đồng chí đến năm 1985, đồng chí công tác ở các đơn vị E Bộ, Trung đoàn 101 ở tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị, Trung Lào, quân y E Bộ F-130 và F-304. Năm 1985, đồng chí được cấp trên cho nghỉ hưu và quá trình về ở địa phương, đồng chí đã tham gia công tác ở địa phương. Đồng chí vào tham gia hội cựu chiến binh ở phường Phú Thuận, chức vụ ủy viên ban chấp hành hội nhiệm kỳ 1, nhiệm kỳ 2, chi hội trưởng hội cựu chiến binh phường Phú Thuận. Quá trình rèn luyện và phấn đấu của đồng chí được Đảng, nhà nước, quân đội tặng nhiều huân huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Huân chương chiến thắng chống Pháp, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam và nhiều bằng khen thể khen. Đồng chí đã vào hội cựu chiến binh năm 1993. Kính thưa hương hồn đồng chí Đảng Xuân Tùng, trong giờ phút trang nghiêm và vô cùng xúc động tiếc thương đồng chí, chúng tôi là những đồng chí đồng đội đại diện cho ban chấp hành ban thường vụ thường trực hội cựu chiến binh phường Tây Lộc và cán bộ hội viên cựu chiến binh chi hội 19 đến để phụ quân kỳ quyết thắng trên linh cầu và thắp nén hương vĩnh biệt đồng chí, người đồng chí đồng đội mà cả cuộc đời của đồng chí đã đóng góp một phần đời mình cho đất nước, cho quê hương, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với công việc được Đảng, nhà nước và quân đội nhân dân giao phó. Dù có khó khăn gian khổ trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, trong thủ trong giặc ngoài, dù ở cương vị nào, đơn vị nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi trở về đời thường, có lối sống trung thực, thẳng thắn, tình cảm với đồng chí, với bà con lối xóm, hòa nhã với bạn bè, sống hạnh phúc, mẫu mực với con cháu, đồng chí luôn luôn gương mẫu và thực hiện và tuyên truyền vận động bà con nhân dân tổ dân phố về phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị. Chúng tôi và gia quyến vô cùng đau buồn, thương tiếc đồng chí qua đời là cựu chiến binh mất đi một hội viên cựu chiến binh mẫu mực và hết lòng quan tâm xây dựng hội, gia đình mất đi một người cha, người ông kính mến và hết mực thân thương, họ hàng, bà con lối xóm mất đi một người bác, người chú, người anh yêu thương sớm hôm gần gũi bên nhau,
dẫu biết rằng sinh hữu hoàn từ vô kỳ, đời người rồi ai cũng trở về trong lòng đất mẹ. Dù cuộc sống này có giàu hay nghèo thì lúc xa nhân thế cái nút áo cũng phải để lại sống cốt sau. Khi cho chúng ta nằm xuống, đời người khóc ta mỉm cười. Giờ đây đồng chí đã ra đi mãi mãi về cõi Vĩnh Hằng, để lại cho toàn thể gia quyến, bà con thân thuộc, bạn bè thân hữu gần xa một nỗi đau, một nỗi buồn vô hạn. Trước nỗi đau thương mất mát và trang nghiêm trong buổi lễ này, chúng tôi xin chia sẻ niềm vết thương đau buồn này cùng gia đình đồng chí. Trước linh cữu của đồng chí, chúng tôi xin hứa sẽ một lòng đoàn kết thống nhất, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được với tinh thần trách nhiệm, tự lực tự cường. Xây dựng hội cựu chiến binh thực sự là một tổ chức chính trị xã hội được đảng tin cậy, được nhân dân mến phục, luôn luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương để góp phần xây dựng quê hương phường Tây Lộc, phát triển về kinh tế, giữ vững về quốc phòng an ninh, xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh về mọi mặt. Trong giờ phút đang đau thương này, chúng tôi xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đến đồng chí, xin ủy việc đồng chí tiên chức làm thu để tưởng nhớ đồng chí đằng xuân cầu phúc mặc niệm bắt đầu. Trong hồn cha không còn tôi như người mất hứa.
tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Kỷ niệm về người cha thân yêu như không bao giờ xa con, với tiếng cha gọi, với lời cha khuyên răn dẫn dụ, những việc cha đã làm. Tất cả giờ con mới hiểu, một đời cha đã sống cho con cũng chính là những kỷ niệm một đời cha để lại cho con. Làm sao con quên được cha ơi. Kỷ niệm ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha. Kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa, ngày xưa còn mãi trong tôi. Tôi mất rồi nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, như giông bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hương, nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi. Này hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn, nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, như giông bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hương, nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những giông bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hương, nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn giông bão cuộc đời qua rồi. Điều đồng lâm túc đại hàng
lại đời đã từ bi mong đoạn đường đi đâu vẫn yêu
này hương chân thầm này bãi thịnh mời đắm chơi đầy ngon nước cho nuông mới rạch tàn sống sâu làm mà người có được từ đâu được hay có đồ tiếng ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình bằng việc cho tam nhật việc người nam quốc kia đưa tiếng về tình quạt tiếng viện quạt an trà mỹ trà thôn hiền xa đường kỳ vô sự im mà từ con đằng chúng thương đằng chúng hạ đằng chúng lý đằng chúng tâm đằng chúng tình đằng chúng ung đằng chúng thanh giới nam dương quần cái đàn tiên tung cái pháp chân nguyên bạch dịch cái lan nguyên cái mạng thân nhâm thân nguyên hương thọ phù thập tam thể đại hạng của nhà thiên nhiên ngũ ngọc di cập phù nhật tốt tai mạng chung phù quân gia đình cựu quyền chỉ trần thế tình tương hoàng vũ trạch an tiền tuyên độc thư đồ linh nhiên vì điệp cao yết sư tư từ Việt Nam quốc thừa thiên huệ tịnh nguyên quảng quảng điên huyền quảng an sát thị xã thôn hiện cư trụ huệ băng cổ nguyên thiên phủ thuần phương hiện thời tây lập phương tăng bạc hồ lộ nhất bát vũ thập tam môn bài hai gốc rề mẹ cha thân cần con cháu là những lá xanh rễ kia hụt nhựa giúp cành nuôi cây a hiền tự phật tuông cùng kinh thiên cứu cát nhật chi quan kim nhật trình thương lên bãi tà sụp đường kỳ siêu độ sinh kim tự tôn đặng xuống thương đặng xuống hải đặng xuống lý đặng xuống long đặng xuống phùng đặng xuống hùng đặng xuống na thành nhãn nam thế tử giáp thiên liên lục nguyệt sơ tam nhật thời cao yết liệt biết nghĩ cắn ngược cùng tại nhân sanh gió tù gió tông hà nhị nghi phụ tài yên tình sanh tình dục tương cổ đức ân thăng nghĩa đồng hữu tư hữu công biến thực biến thủy chân ngôn cần tương đi cùng làm bồ tát ta đạo ta ra ta lui ta ra ta mình hồng y nam mô tam ta ta ra lui để ăn ta để hai cần bồ tát thầy ra đắc thắng ra gia đại dầu bấm cao bụt đường đường dầu quạt nông ấp lành sớm hôn má dầu cùng dạy truyền trái tâm thành tùng niệm luân thiên từ nay đến vu lan thẩm hội hướng giới đình đến huyền đâu tất cây cả tiếng linh cùng pháp giới cựu viên thất tổ đồng tả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng. À, có đúng không? Anh Long là bạn mà ám anh Long hay. Để trả lời anh Long quả nổ nữa đấy, quả nổ nữa. Nam khá một đoàn lấy tục hùng quý, dương giang hoặc các địa ly thế đường và liên mất những điều chiếu kỳ cổ tam tâm hà vẫn đi. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi năm nay đã thiệt ai à, tháng kiếp về chủ lễ trục lễ ta bài à, về chủ quý tô tất để đầu diện tận lễ thầy vô chi hạ à, kim chứng tạm bài duy nguyện từ bi truy gia hồ về nam mô tát ca năm mê tạm hiệu tạm bồ đa bồ đề năm mê đa kia tha an chiếc lệ trục lệ trục thể ta tài tha thể quy tô tất đề đầu diên tâm lệ bạch tu chi ngà kim chứng tam đại trùng đề duy nguyện từ bi truy gia hồ Yeah.
Kính thân
phương, đằng chúng hải, đằng chúng lý, đằng chúng đông, đằng chúng phương, đằng chúng hung, đằng chúng thẳng. Phạm thị an, phạm thị bảo, trăm phạm thị thẳng thảo, phạm thị tổ tinh trần thị hoan tâm, hình thị tâm nhang. Đằng thị khẳng phường huyền ương, đằng chúng hào, đằng chúng phong, đằng quốc quý, đằng quốc quang, đằng đại thiên thật. Đằng thị a vân âm, đằng thị xuân lan, đằng tham bảo vi, đằng tham bảo mộc, đằng đại minh châu, đằng học giả hưng, đằng học như ý, đằng thành thư nguyện chỉ hiểu, nguyện đằng thành linh a nguyện thị đi lệ, đằng học giả hưng, đằng học vân âm, đằng học minh thư a cung hiệp phổ mầu, đằng thị thế, đằng thị xuống, đằng thị bị hương cung thưa thúc phụ, đằng thâm hiên, đằng thuận, đằng thanh hai khí mạng, hiệp đông tam quyền nam nữ thân thuộc thủy ngoài đằng, đằng xuống tung pháp chân nguyên bất đề nhất lam, nguyên mạng sanh nhâm thân niên thường thọ cửu thập tam tuệ, đại hàng vũ giáp sinh niên ngũ nguyệt thì thập tụ nhật lương thời mạng chung, nguyện tương linh linh nhật đạo lộ hẳn thông tốc trà đế đô siêu sanh tình đô nguyên trầm lung khổ thủ kim tiêu hành hồ cảm lô môn thai chưa tam bạo lực triều đạo pháp viên định triều pháp âm thọ cảm lô hồ bi bị ngộ viên minh trọng tình chân như thiếu cơ quan tinh di thăng tinh tự không đại giác cảnh tôn thì bị ma bất sanh bất diệt vô khử vô lai trường y bát nhã chỉ hướng không chứng bồ đề chi qua hiệp trì tam quận tự nam được bổn tự ẩm linh không hành kinh luật được vì quốc vị được bổn tự ẩm linh vô hồn được vì dọn nạp tuệ tự giác tinh niên lục việt sơ tam nhật ơi mường điện thần nhiều xin nhớ tôn già kia đều chấm dường nhân dùng điều đi năm nay về bạch hoàn gặp về tận nhất khi đi tâm ta hội tham năm mươi bộ trong mi hương
Thank you.
đi bạn nào.